thương con có hay chăng, tương tư khi thai nghén trong lòng, mây nắng sớm chiều mưa rào, chính tháng so chính năm gian khó. Không sao, con cứ nói không sao cả, con hát tuyệt vời quá. Con tên là gì? Dạ, con tên là Nguyễn Thiện Nhân. Nguyễn Thiện Nguyễn Nhân. Nhân. Nguyễn Thiện Nhân. Cái tên con thôi là đủ thấy là như thế nào. Con ơi, Thiện Nhân ơi, con hát hay quá à. Chú Trường chảy nước mắt rồi nè. Con làm cho cô lại lần hai đây nữa nè. Cô mà hễ mà những bài hát nào hay là cái gì mà nói về mẹ là cô lại không có cầm lòng đậu. Mà con hát thì quá hay đi. Cô phục con luôn, những cái lúc cô con luyến đó, nhất là cái chữ nhẫn đó. Ở đây mà cô Hương Giang cũng hết hồn luôn. Và cô hỏi con là con có học không? Có ai dạy hát cho tại con? Tại vì cái cách xử lý của con, cô thấy rất là điêu luyện. Khi mà con lên cái câu mà con biết cách là con kéo ra rồi con đưa vào để mà tiếp theo cái chữ sau là cô thấy con rất là kinh nghiệm đó. Con có học ai không? Dạ thưa cô là không. Không hả? Con tự luôn á hả? Tự mình luôn hả? Cách xử lý tự mình luôn. Nhưng mà trong gia đình nhà con á có ai làm nghệ thuật không? Có không? Dạ thưa cô không. Không luôn. Cái này gọi là thiên khiếu. Thiên phú. Gọi là thiên khiếu, thiên phú. Cô nghĩ là trong rất là nhiều ca sĩ tham gia các cuộc thi, nhưng không phải một người nghệ sĩ mà được như là một ngôi sao sáng trên bầu trời ấy, không phải là ai cũng có cái đó. Mà con bé như này, tất cả mọi người, các cô chú đều là những người làm nghề và biết rằng là con chính là một tài năng thiên phú, đúng không anh chị? Chính xác. Bởi vì dù có rèn luyện như thế nào ấy mà mình không có năng khiếu ấy, thì cũng bằng thừa. Và con ấy, chẳng cần rèn luyện gì ấy. Không có nhà, không có ai theo nghệ thuật mà con hát như thế này thì chứng tỏ là trời định cho con rằng là con sẽ là một ngôi sao sáng.
tài năng thiên phú bây giờ hả? Hát con quá hay. Thì Nhân ơi, con hát thì khỏi nói rồi, con có những cái chỗ con xử lý mà chú không ngờ tới. Con ngưng ra, chú cứ nghĩ là con sẽ không ngưng mà con sẽ hát đi chỗ đó, nhưng con lại ngưng ra, rồi sau đó con lại kéo cái nhịp lên chút xíu là vẫn vô đúng cái khách của nó, nhưng mà lại rất là tình cảm. Đó là cái cách xử lý rất là khéo, rất là thông minh và rất là tình cảm, chú không biết nói như thế nào, nhưng mà con rất là hay, chú rất là thích. Con ơi, giờ các cô chú cũng đã nói hết rồi, ai cũng biết cái giọng hát của con như thế nào rồi. Bây giờ thì con mới chọn về đội nào? Con quyết định đi. Con quyết định đi. Phải nói đối với con ấy, mọi người phải nói là ai sẽ là người vinh dự được làm huấn luyện viên cho con. Dạ, con chọn mình. Liệu rằng ngôi sao sáng này sẽ về với đội của ai?